tục khảo sát đời sống các hộ nghèo sau khi được hỗ trợ nhà đại đoàn kết từ Quỹ vì người nghèo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục thực hiện khảo sát tại thành phố Vũng Tàu. Đây cũng là địa phương cuối cùng trong đợt khảo sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khảo sát 7 gia đình được hỗ trợ nhà đại đoàn kết trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 tại thành phố Vũng Tàu. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận chất lượng các nhà đại đoàn kết đều đảm bảo, hầu hết các gia đình đã thoát nghèo. Từ 25 tháng 10 năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức khảo sát các hộ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau khảo sát, Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có báo cáo đánh giá, tổng hợp, từ đó đưa ra chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.